Một cái cây bonsai khi phủ rêu lên trên mặt chậu ấy thì nó sẽ tôn lên vẻ đẹp của gốc này, tôn lên vẻ đẹp của cây, vẻ đẹp của chậu, và nó che đi cái lớp đất bẩn và xấu đi. Và cái lớp rêu này thì nó lại giữ ẩm được cho cái cây và nó nhìn nó sẽ đẹp hoàn mỹ hơn. Tuy nhiên thì nếu như bạn mà không có cái ánh sáng phù hợp và không có cái độ ẩm thường xuyên, không xịt được thường xuyên ấy, thì rất khó để nuôi được cái rêu thật này. Các bạn có thể lên trên các cái trang web ấy, mua các loại rêu, rêu giả cũng có mà nó cũng tương đối là đẹp. Tất nhiên là nó sẽ không được đẹp bằng tự nhiên mà cái rêu mình chăm được như thế này. Còn nếu như bạn nào mà không có thời gian và các bạn không chăm được rêu thật ấy, thì có thể là mua cái rêu giả cũng rất là đẹp. Đây là rêu thật của mình này. Đấy, một cái chậu khi mà lên được ấy, thì nó sẽ rất là đẹp như thế này. Một cây hoa hồng bonsai mini các bạn nhé.